Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Trước khi làm video, mình sẽ mở cả cái event nhỏ nhỏ để tặng cho các bạn là một món quà nhỏ nhỏ. Các bạn tham gia ủng hộ kênh này các bạn. Cái event nó sau các bạn chỉ tặng cho 10 bạn, mỗi bạn 15 đó, cứ để lại với địa chỉ comment dưới video này nè các bạn. Các bạn bấm nút like và bấm nút đăng ký nha các bạn. Rồi, đầu tiên mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iDrop mới luôn. Đầu tiên bằng clip phụ tả, bấm nút ta. Các bạn lướt cấp trang nha các bạn. 16 trừ 3 bằng 3 nè. Rồi chương trình iDrop nó là iDrop 235. Khi tham gia chương trình iDrop các bạn nhận được 100m nha các bạn. Các bạn nhận được 80.000 đót nha các bạn. iDrop các bạn nhận 80.000 đót dữ ta. Rồi, con này xài đót nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn bấm vào submit đi sân. Follow pen. Rồi các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Đầu tiên các bạn subscribe và bấm chuông icon nha các bạn. Subscribe kênh YouTube của nó các bạn ơi. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn. Hiện giờ mình chưa có thu mua coin được các bạn ơi, tại vì mình KYC mấy cái sàn chưa thành công nữa. Nên làm sao mình thu mua được cho anh em đây. Rồi các bạn bấm nút đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào quả chuông nha các bạn. Dành riêng cho tất cả nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn lên Telegram nha các bạn. Rồi các bạn vô kênh subscribe kênh YouTube thứ hai của nó nha các bạn. Kỹ ta. Ghi bấm chuông kênh Telegram thứ hai đó. Đây các bạn đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn bấm chuông nha các bạn. Tất cả nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Bây giờ tên Telegram thứ ba, Telegram mình lên nè. Rồi các bạn vô group channel của nó nha các bạn. Rồi các bạn vô vào nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn vô kênh Telegram nhấp chat của nó nha các bạn. Rồi các bạn bắt cho nó chữ đi. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Follow 20 tele 20 ring tele. Follow theo word là request the pinbot nha các bạn. Follow theo request và pinbot. Rồi các bạn mở theo word luôn nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. iDrop ta. iDrop 800 dot event nè các bạn ơi. Rồi viết Telegram 1 2 3 4 5. Các bạn like cho nó một bài dài bài nha các bạn.
235 iDrop với event, event director. Rồi các bạn test lại cái lưng nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn vào đây copy nhớ cái username của mình nha các bạn. À cộng win nè. Để mình trả lời các bạn. Follow theo gì with Jabinbot. Like sell me a fan fanpage của nó các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ nha các bạn. Các bạn chia sẻ lên Facebook nha các bạn. Chia sẻ đi. Ê, đúng người ta. Rồi các bạn chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ rồi các bạn join giúp quát của nó các bạn. Giúp chat của nó các bạn. Join vào các bạn. Bạn chưa có chat. Nghe group chat nên là trời. Thôi em tải xuống. Web là một ứng dụng miễn phí cho Android. Thôi các bạn nên cài đặt cái các bạn. Thôi mình bỏ cái chat đi các bạn, các bạn bấm vào đây nha các bạn. Submit JSON. Rồi nó kêu ghi word and ghi lại câu thì username thay word nãy các bạn mình copy nữa các bạn. Cộng win VNNH9 mình gửi. And... rồi các bạn nó copy cái các bạn lấy cái link profile YouTube của mình nha các bạn. Các bạn mở ra nè. Các bạn vào các bạn vào kênh của bạn nè. Các bạn bấm nút chia sẻ nè. Các bạn sao chép đường dẫn nè. Các bạn copy nè. Rồi các bạn ra nha các bạn. Cắm bát vào các bạn. Rồi các bạn dán nha các bạn. Rồi hình. Rồi bỏ đầu file link Facebook của mình nha các bạn. Rồi các bạn vào trang cá nhân luôn rồi của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút chia sẻ, bấm nút mo nha các bạn. Các bạn copy link profile nha các bạn.
Rồi các bạn thoát ra, các bạn vào Telegram đây nè. Các bạn bắt vào các bạn. Rồi. Selling sale. Rồi cái link bot nãy nữa các bạn. Mình mở Facebook lên nè. Nhấn lướt xuống nè các bạn. Rồi các bạn like cái nè. Các bạn chia sẻ các bạn. Bạn bấm vào này nè. Các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Các bạn vào Telegram mình lại nè. Các bạn bắt vào các bạn. Rồi các bạn dán nha các bạn. Rồi các bạn mở cái tay Word luôn nha các bạn. Rồi các bạn mở cái tay Word nãy lên nha các bạn chia sẻ nè các bạn. Cái link mình ghi viết nãy các bạn sao chép là đến tay Word nè. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Liên bạn bắt ra các bạn. Liên gì quyết nha các bạn. Rồi các bạn. Rồi số phone số điện thoại mình vô là cộng 84 nè. Bỏ không đậu nha các bạn. 3299 31577 3299 31577. Rồi bạn bấm gửi các bạn. Galaxy Wall Submit U dot ví wallet. Rồi các bạn mở ví chút wallet cho mình nghe các bạn. Rồi các bạn mở ví dot coi lên nghe các bạn. Các bạn sao chép nè. Rồi các bạn thoát ra nghe các bạn. Các bạn vào Telegram đây nè. Bạn bắt vào nghe các bạn. Gửi các bạn. Rồi các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân nghe các bạn. Rồi bạn bấm balance nhận được 10 tục cần chưa không biết. Trời sao chưa nhận nữa. Sao mình chưa nhận nữa ta. Đã lăn cái nữa. Kỳ trời. Kỳ ta. Balenci. Rồi cái này chắc cái tóc cằn nó cập nhật sau nha các bạn. Chắc tóc cằn này nó cập nhật sau á. Chứ mình làm là đúng rồi. Rồi mình sẽ giờ mình thông báo cho tất cả anh em sàn bet này còn 28 ngày nữa, 27 ngày 21 giờ 30 giây này nó khởi chạy. Hiện giờ nó còn tặng cho tất cả các bạn là 1.000 đồng tốc cần bet nha tất cả các bạn. Giá trị hiện tại của nó là khoảng, đều coi giá của nó các bạn, 0.01 cho mỗi 1 đồng nữa các bạn. Bạn nào chưa đăng ký thì click vào phần link mà đăng ký. Rồi mình qua nè. Rồi mình login nữa các bạn ơi.
các bạn ơi, chị Việt lấy link ghép mà chia sẻ cho môn bà, and nó sẽ phát ra 2000 token bằng 2.x cho free rep là chương trình ICO của nó, là mình giới thiệu 1% của Hồng nha các bạn. Rồi đi make for the sun đi bullshit. Đây thứ. Vô mình cập nhật thông tin thêm cho các bạn nhé, có gì chứ. Này rồi. Chứ nó có nhiều quầy tài. Giá hiện tại 1 đồng bet là 0.01 USD nha các bạn. Sau khi sàn kết thúc nó sẽ trả cái đó, sẽ tặng đồng bet cho mình nha. Mình sẽ bán BTC hoặc ETH mình rút về Việt Nam đồng nha các bạn. Vậy video mình kết thúc, chào tạm biệt. Bạn nào chưa chơi thì nên tham gia chơi nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.